Rồi, năng lượng của electron trong hệ gồm một electron và một hạt nhân như là H này, He cộng này, cho em cháu đúng không? Thêm hình Rutherford cũng như mô hình nguyên tử hiện đại đều phụ thuộc vào số thứ tự của lớp N và điện tích hạt nhân Z như sau. Chúng ta có cái công thức En, energy tắc của energy đó các bạn, chính là năng lượng. En trừ 2,18 trừ 2,18 nhân 10 mũ trừ 18 10 mũ trừ 18 nhân Z bình phương chia cho này Z nha các bạn, chữ Z nha, Z bình phương, điện tích hạt nhân bình phương chia cho số lớp N bình phương và đơn vị là Joule. Đây là cái mức năng lượng của electron đúng không ạ? Năng lượng. Rồi số thứ tự. Năng lượng của cái electron, năng lượng electron trong một hệ gồm một e và một điện một hạt một điện tích hạt nhân đúng không? Rồi, một hạt nhân. Rồi ở đây thì mình thấy là cái công thức này á nó cho sẵn rồi, Z là điện tích hạt nhân này, N bằng 1 2 3 là số thứ tự của lớp electron. Để nó ghi ha. Hãy tính và so sánh có giải thích năng lượng của electron ở lớp thứ nhất của H, He cộng và Li 2 cộng. Rồi các bạn ghi bố trí vào thôi. H đúng không? H nè. Rồi He cộng và Li 2 cộng. Rồi câu này nó cũng hơi khó này, Li 2 cộng. Thì lúc này chúng ta có cái điện tích hạt nhân tương ứng của tụi này. Đối với H thì các con biết rồi, H là 1 và proton là 1. He proton là 2 và Li proton là 3. Đúng rồi, điện tích hạt nhân của nó là 3. Rồi, N là người ta kêu là so trong lớp thứ nhất thôi. Ba thằng này so cùng lớp, lớp thứ nhất hết. Được chưa? Rồi lúc này các con sẽ tính được giá trị E N. N là bao nhiêu thì bắt đầu chúng ta ráp số vô để chúng ta có giá trị, mình ráp vô rồi chúng ta sẽ nhận xét là nó tăng hay giảm hay như thế nào đó ha. Rồi bây giờ chúng ta ráp số vào ha. Thì trừ 2,18 đúng không? Trừ 2,18. Rồi ráp vô thôi. Trừ 2,18 nhân trừ 2,18 nhân trừ 8 nhân 10 mũ trừ 18 Z bình phương N bình phương 10 mũ trừ 18 nhân Z bình phương N bình phương là phân số Z bình phương N bình phương. Trong trường hợp đầu của chúng ta là một bình phương nè, thấy không? Một bình phương Z bình phương chia cho N bình phương là một bình phương chia một bình phương. Mình biết bao nhiêu rồi, đúng chưa? Nhưng mà mình ghi vào để hồi xíu mình đúc số và thôi chứ gì hết trơn á. Ghi cho nó bài bản ấy mà. Một bình phương thì chết. Này số 1. Một bình phương và một bình phương. Rồi tất nhiên rồi, ai cũng nhẩm được cái này. Trừ 218 nhân 10 mũ trừ 20. Tức là các bạn nếu như chúng ta để trừ là trừ 2, trừ 2,18 nhân 10 mũ trừ 18 là nó. Trừ 2,18 nhân 18 tức là số ghi hình số luôn. Giống như trang số cũ thôi. Là trừ 2,18 nhân 10 mũ trừ 18. Lưu ý nha các con, thầy ghi cái này trong một cái ô nó hơi nhỏ. Thường các bạn ghi tới cái này các bạn phải ghi thành một hàng ngang nha, không có xuống dòng như tôi nha. Và xuống dòng như tôi là các bạn sẽ sai đấy. Nhưng mà từ quá nhỏ nên tôi mới ghi như vậy. Rồi trừ 2,18 nhân 10 mũ trừ 18. Rồi tương tự Z bình phương đây là 2. Cái này không? 2 bình phương chia 1 bình phương. Rồi cái này rất là dễ, anh em đúc số vô cái này ra này, 2 bình phương chia 1 bình phương. Thấy chưa? Trừ 8,72 nhân 10 mũ trừ 18. Này có quy đỏ luôn. Đây là câu chuyên sâu nha, do đó những bạn phải nhạy cảm về cái số liệu này. Trừ nó trừ nhiêu qua này. Trừ 8,72. Trừ 8,72 nhân 10 mũ trừ 18, trừ 8,72 nhân 10 mũ trừ 18. Rồi ok, tương tự 3 bình phương 1 bình phương, 3 bình phương chia 1 bình phương. 3 bình phương chia 1 bình phương. Rồi. Trừ 1,96 nhân 10 mũ trừ 17. Trừ 1,96 trừ 1,96 nhân 10 mũ trừ 17. Rồi, trừ 1,96 nhân 10 mũ trừ 17. Rồi, chỗ này nếu như mà chúng ta mà quy đổi để cho nó giống nhau ở cái 10 mũ này không, 10 mũ trừ 18 này, nếu quy đổi giống nhau hết thì các bạn có thể đổi được như thế này để chúng ta có thể dễ so chứ gì chưa. Đây này ha, chúng ta có thể so. Ở đây thì cái chỗ mà số thứ ba của chúng ta này, chỗ này thì 10 mũ trừ 17 đúng không? Thì lúc này á cái nhân cái chia là xong. 10 mũ trừ 17 này chúng ta có thể chia, tức là chúng ta chia thành 10 mũ trừ 18 là chia 10 thì cái trên này chúng ta nhân 10 ha. Cái con nhân 10 là lúc này sẽ bằng 19,6. 19,6. Này quy đổi trong toán học thôi. 19,6 nhân 10 mũ trừ 18.
Rồi, 19,6 trừ 19,6 nhân 10 mũ trừ 18. Rồi cái con thấy nó giống nhau hết trơn rồi đấy. Rồi con thấy rõ ràng đúng không? Cái 10 mũ trừ 18 ta để bên, bên đi. Thì rõ ràng chúng khi chúng ta so chúng ta thấy một điều là gì? À 2,10 - 2,18 trừ 8,72 và trừ 19,6. Cái số liệu của chúng ta càng lúc càng như thế nào? Càng lúc càng âm. Nó càng lúc càng âm. Chúng ta xét giá trị âm, rõ ràng là số liệu này càng lúc càng giảm. Đúng không? Nó càng lúc càng âm đi, âm đi, âm đi, âm đi, tức là nó càng lúc càng giảm. Khi Z tăng, N nó càng lúc càng âm. N càng lúc càng âm, đặc trưng là lực hút giữ nhân và giá tròn nó sẽ tăng. Tại sao? Tại vì N chính là giá trị của cái năng lượng của các electron, mà các bạn biết rồi, đặc thù của các electron là mang điện tích âm, mang dấu âm. Do đó, cái năng lượng này nó càng âm, chứng tỏ lực hút nó càng mạnh. Đúng không ạ? Khi Z tăng thì cái năng lượng electron này nó càng âm, thì lực hút giữ nhân và các electron nó tăng dần lên. Rồi, đó là cái nhận xét, được chưa? Rồi, nếu như chúng ta chặn chỉ tuyệt đối á, thì những số này biến thành số dương thì lúc này cái năng lượng nó sẽ càng lúc càng cao đó các bạn. Nhưng mà số này số âm. À, rất là hay ha. Lưu ý nha, chỗ này các bạn không ghi N là giá trị mình nó càng lúc càng giảm, mà các bạn là N càng lúc càng âm, nó sẽ hay hơn. Suy ra, lực hút giữa hạt nhân và electron càng lúc càng tăng khi Z tăng. À, khi Z tăng. Rồi vậy thôi ha. Các bạn có gì không gõ cái bình luận bên dưới. Đây là một câu chuyên sâu. Rồi các bạn có gì không gõ cái bình luận ha. Rồi vậy thôi.